Đó chưa hứng thú đâu đó, bà nói đi, chút xíu có bây giờ nè. Có nghe hoài luôn. Thương anh đã lo lắng, anh biết chuyện này chuyện kia gì, còn thằng kia, thằng Lực nó không biết gì hết đó, thôi à. Vậy nó sao không biết mà hôm bữa nói không biết nấu ăn rồi, bây giờ bữa nay sao nói biết thương? Biết thương, nó không biết nấu ăn thôi, nó biết thương cái này cái kia, nó biết chuyện này chuyện kia gì đó. Mạnh mẽ hơn thằng kia nhiều, thằng kia nó yếu xìu à. À mạnh mẽ là sao? Nó con người nó dáng ốm nhôm nhách mà nó hiền khô à, nó không biết gì hết á. Nó không có thích dành chuyện đời giống như anh này. Anh dành chuyện đời lắm à. Trước giờ đó Ngọc có bị bệnh như thế này không? Từ lúc còn nhỏ. Không, bình thường còn đi học bình thường, biết chữ, đi học bình thường. Lúc đó học lớp mấy lúc đó? Học tới lớp 5 nghỉ rồi. Lớp 5 thôi? Lớp 5. Ồ, rồi bây giờ là chữ này kia là biết hết? Biết hết, nhưng mà nó không còn nhớ nữa nha. Sao? Không còn nhớ, mình làm cái gì mình làm vậy, không còn nhớ nữa. Chứ không phải như lúc đó mình làm cái mình nhớ cái này, nhớ cái kia gì đó. Nhớ nhớ này, nhớ cái kia, mình làm xong mình nhớ lại. Còn lúc này là không nhớ nữa, quên hết. Lúc quên đó hết. Ngọc tới mấy tuổi là mới đổ bệnh vậy? À, thế rồi. Năm 14 tuổi á, 14 tuổi bị xe đụng á. Rồi xong đi... rồi cái hết chị xong rồi hết, chị bệnh xong hết rồi và đi làm cho người ta, làm cho người ta cũng còn hơi bệnh rồi. Lúc đó làm sao mà lúc 14 tuổi lý do sao bị tai nạn á? Đi chơi với bạn mà cái thằng đó không có đàng hoàng nữa, nó giống như nhà nó không có nhà cửa, nó ở nhà trọ gì đó. Rồi nó chạy xe dữ quá, người ta ghét, người ta đụng nó gì đó. Rồi Ngọc lúc đó là còn đi học không? Không, nghỉ học rồi, nghỉ học lên Sài Gòn mới gặp nó. À, lên Sài Gòn là đi làm hay làm gì? Không, có làm ít à, rồi mới quen thằng đó, rồi bà đẻ em bé ra nữa. Là quen ai? À, quen cái thằng mà không đàng hoàng á. Quen thằng đó rồi có bầu đẻ ra, rồi ai? Cho người ta. Ai lúc đó là tên gì biết không? Tên Hải. Rồi người đầu tiên rồi bên anh Hải. Tên Hải nó xấu lắm, là nó không đàng hoàng nữa, nhà nó không có cửa nhà kia đó. Tự tai nạn là do cái người đó mà. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Chở Ngọc đi chơi. Chở chơi đó là bị tai nạn đó. Ồ, hồi lúc đó là Ngọc cũng như là bị trúng chỗ nào hay sao? À cái đầu. Ồ. Cái đầu á. Tỉnh gì thấy đau lớn quá vậy, rồi thấy cái chuyện máu gì nè. Rồi nó kêu đi về, rồi công an kêu đi có mặt em á, người ta mới cho là lãnh chiếc xe ra gì tùm lum hết trơn á, nó dụ đi về. Rồi đi về rồi ối quá, rồi phải vô bệnh viện thêm một lần nữa, đóng tiền hai lần nữa, tiền không luôn, mẹ chửi quá trời. Trời ơi, rồi sao lúc đó đang vậy mà còn phải đi xuất viện đi? Dạ, đang chưa bỏ hết bệnh nữa mà nó kêu đi về đi. Để lấy xe cho thằng bạn của nó gì đó tùm lum hết á. Trời ơi, tốn tiền mẹ bà cũng chửi quá, trời chửi cho chết cũng rồi. Cũng từ cái lúc mà bị tai nạn đó rồi, bắt đầu là mới đổ bệnh luôn. Dạ, mới bệnh luôn á. Không, bệnh lúc đó là hết rồi, đi làm cho người ta. Nghỉ rồi từ lúc mà đám cưới với chàng Sao Lực á mới bị bệnh tới giờ đó. Có nghĩa là sau khi bệnh rồi á là... Đi làm cho người ta bình thường. Chị bệnh rồi là đi làm bình thường. Dạ đúng rồi. Là bình thường xong mà đi gặp có chồng sau này đám cưới á, rồi là mới bị tới đây rồi tới đó. Là có chồng là không phải là anh Thành á? À? Không phải. Vậy là có chồng trước nữa? Chồng trước nữa. Wow, vậy là có chồng đó rồi sao mà mới bệnh? Đúng rồi, có chồng đó xong rồi chị hết bệnh rồi mới đi làm cho người ta á. Không làm người đâu, ai cho tiền mình xài đâu. Mình phải đi làm cho người ta. Rồi mới làm xong rồi làm một thời gian rồi cái thấy con người nó mệt mệt rồi không làm nổi nữa rồi mới về nghỉ xong rồi mới mẹ mới đầm rồi có người ta thằng Trần Sớ Lực đó lại cưới đó rồi mới bị đó. Sao mà mới ăn quen Trần Sớ Lực? Không biết, cha dượng là Mai, cha dượng với cậu Út. À rồi mới kiểu như kết hợp Mai, đó. Rồi, đúng rồi đám cưới rồi một thời gian hết nó bỏ đi rồi là gặp anh này bị bệnh tới giờ luôn đó. Vậy là lúc đó cũng có đám cưới ăn? Có đám cưới xong bình thường vậy đó, nuôi là đám cưới là mấy đâu, ở Sài Gòn hay đâu? Ở Sài Gòn. Ồ. Cũng nuôi được mấy năm trời á. Rồi lúc đó là chồng nuôi thôi hả? Dạ chồng nuôi không á. Em có đi làm không? Không, ở nhà vậy thôi, là chồng và chồng nuôi không à. Nuôi một thời gian xong rồi nó không có tiền nuôi nữa, nó bỏ đi rồi tới mấy anh này gặp nè. Rồi mới bệnh tới giờ luôn đó. Vậy là từ khi có chồng đầu tiên đó là bình có thường, con, có bình con. Thường có con bình thường, đẻ bình thường hết trơn á. Chỉ có anh này gặp rồi bệnh tới giờ đó, cái anh này nè. Nhưng mà biết lý do làm sao mà tự nhiên sau tai nạn mà lại không bị bệnh, rồi có chồng nữa rồi cũng đâu có bị bệnh mà sao mà gặp anh này bệnh là sao vậy? Không biết nữa. Rồi cái biểu hiện đầu tiên mà khi bệnh là như thế nào? Khi mà lúc mà biểu hiện á? Không biết nữa, không nhớ nữa.
khó nói lắm, cái đó khó nói lắm. À, không ai nói được hết. Khi mà Ngọc gặp cái người chồng trước á là có bé không? Có em, có bé hả? Ừ. Có đẻ bình thường, sanh ra bình thường. Sanh ra đâu có tiền nuôi đâu, phải cho người ta. Người ta cho tiền rồi dưỡng sức lại. Ta cho 5 triệu để dưỡng sức lại. Gì đâu, nhìn tính ra là Ngọc là mấy đứa bự đứa con rồi. Chồng trước một đứa, này hai đứa là ba đứa. Ba bé rồi. Dạ, ba đứa. Rồi xong rồi bắt đầu mới gặp anh này bệnh nặng luôn đó. Không mà cái người chồng trước đó sao mà bỏ đi vậy? Không có tiền với lại không có duyên nợ hay gì đó, ở không được mà ở với cái anh này được. Nhưng mà sống nhau cũng lâu mà. Sống lâu mà không có thương bình thường, nó cứ đi làm đề sáng rồi tầng đưa 500 ngàn, mà muốn mua cái gì cũng làm gì kệ mày, không biết tới mày vậy á. Về chỉ nhậu với chai rượu vậy thôi, nhậu xong cái đưa lên ngủ qua sáng đi làm tới ngày lãnh lương cái đưa 500 ngàn cho em xài vậy thôi chứ không có gì hết á. Sống nhau đến mấy năm lận? Như 2-3 năm cái gì à? 2-3 năm. Dạ đúng rồi. 2-3 năm mà nhớ đón vậy thôi mà không biết đúng không, 2-3 năm đó. Nhưng mà không có thương. Không thương giống như bạn bè vậy á, không có thương giống như người ta, vợ chồng người ta này nọ cái này cái kia, không có. Em nói giống như bạn bè vậy đó. Vợ chồng là sao? Thương giống vợ chồng là sao? Không biết nữa, khó nói quá à. Người ta thương nhau khó nói lắm. Cái gì đó làm thuê cho người ta đó, làm mướn cho người ta mà hai vợ chồng nó thấy tao tội nghiệp rồi cho tiền đám cưới với em vậy đó. Chứ không phải chủ cho tiền đám cưới. Đúng rồi, chủ nó cho tiền đám cưới. Rồi xong gặp anh Thành có đám cưới không? Không, anh Thành không có đám cưới. Không có đám cưới luôn. Dạ, thằng Lực nó hiền hơn này nữa, nó hiền khô á, thằng Lực nó không biết gì á. Nó biết gì làm mà lãnh lương vậy thôi, nó không có giống như anh này sành cái này cái kia này biết này nọ, không có. Nó hiền khô à, nó không biết gì á. Vậy hiền khô vậy không thương nữa. Bởi vì không có thương đâu, đâu có duyên nợ đâu, đi hết cái đi hai đứa đi vậy đó. Vậy là gặp phải người giữ chút là mới thương hay sao? Dạ đúng rồi. Người ta biết giống như khó nói lắm chú ơi. Rồi lúc mà gặp cái người chồng trước kiểu như không có quậy, không có gì hả? Không có quậy gì chứ, nó đi làm vậy chỉ biết lãnh lương rồi nó đưa cho em 500 ngàn đó. Nhưng mà lúc đó em không quậy à? Không, không quậy. Em bình thường luôn. Bình thường vậy đó, nó cho tiền cái đi mua quần áo, cái mua cái này, mua cái kia, mua xà bông, mua bọc, mua cái này, mua chén, mua dĩa gì là về để là vậy đó. Chỉ biết sắm đồ vậy thôi chứ không có thương giống như người ta biết chuyện đời gì đó, không có thương giống vậy. Biết chuyện đời đấy hả? Chỉ biết cho tiền rồi đi sắm đồ về vậy để vậy, vậy đó. Chắc tại lý do là em sắm đồ nhiều quá cho nên là chồng trước bỏ đi không? Đúng rồi, thấy em xài tiền nhiều quá nó nuôi không nổi á, nó bỏ đi. Như vậy đó. Em có đi tìm không? Không, đâu biết chỗ đâu tìm. Vậy là bỏ luôn. Bỏ luôn rồi, bỏ luôn vậy đó. Rồi người gì của thằng này nè, bạn của mẹ, quen với mẹ, kiếm mẹ chơi hoài đó, gì của nó. Rồi mới làm mai cho thằng này coi cho em nè. Rồi xong rồi gặp anh này thương không? Thương, anh lo lắng, anh biết chuyện này chuyện kia vậy. Còn thằng kia, thằng Lực nó không biết gì hết, nó thương khô à. Vậy nó sao mà hôm bữa nói không biết nấu ăn rồi, bây giờ bữa nay sao nói biết thương? Biết thương, nó không biết nấu ăn thôi, nó biết thương cái này cái kia, nó biết chuyện này chuyện kia vậy đó. Biết thương là thương sao ta? Không biết, em cũng biết, mỗi người mỗi cảnh, cái em đâu có biết đâu. Mỗi người mỗi cảnh khác nhau, chứ đâu có giống nhau. Kiểu như là anh này là anh biết chuyện hơn á. Biết chuyện hơn, nó hay lắm. Mạnh mẽ hơn thằng kia nhiều, thằng kia nó yếu xìu à. Mạnh mẽ là sao? Nó con người nó dáng ốm nhôm nhách mà nó hiền khô à, nó không biết gì hết á. Nó không có hết dành chuyện đời giống như anh này. Anh dành chuyện đời lắm à. Vậy là tính ra anh Thành anh dành chuyện đời, sao anh chia sẻ coi. Còn thằng kia hiền khô à, nó đi làm vậy nó chỉ biết đưa tiền thôi. Mình ra ngoài mình biết cái này người nào lớn hoặc là biết lớn trẻ già mình hỏi thăm biết chuyện một điều, thứ hai mình biết vợ mình vậy mình nói khuyên nhỏ nhỏ nhẹ cho nó nghe, đã nó nghe đó thì mình cũng bỏ đi. Rồi cái lúc mà em gặp anh Thành đó là bắt đầu mới có bé hả? Dạ đúng rồi. Rồi gặp anh này mới có bầu em bé. Rồi xong là đến bao lâu là mới vụ lên cơn mà hay quậy này nọ đó, là đến khi nào mới có vụ đó? Đến ngày sanh luôn. Đến ngày sanh em bé luôn, vẫn còn bệnh. Quậy luôn. Quậy to bồi. Không mà lại cái lúc mà gặp anh á, mới gặp anh là có bị chưa? Bị đâu rồi?
bị. Sao mà nói mới gặp anh là bị đó, mới gặp nó về đây là bị đó. Nhưng mà sao nãy nói gặp chồng trước không bị kìa? Chồng trước thì không có bị, chồng này mới bị nè, về đây là bị đó. Ở Sài Gòn thì quậy ổng bả, quấn bả, không có tiền xài đâu, quấn bả đó. À. Không có tiền không? Vậy là tính ra là em bệnh là bệnh không có tiền thôi chứ. Đúng rồi, đúng có rồi. Tiền là không có gì hết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là bị bệnh không có tiền á, chứ đúng rồi, không có tiền. Nếu như mà có tiền là không có quậy. Tiền không có quậy dạ đúng rồi. Có nữa, mẹ nó cho nữa mà nó cũng ra ngoài quậy với quán của bà Hàng nữa thành phố. Sao vậy? Cho tiền đâu có đâu. Quậy người ta chửi người ta luôn. À, người ta không quấn luôn. Vậy là bây giờ là nếu mà chồng kiếm tiền này kia là hết vậy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao tối không ngủ kìa? Không biết. Có người đi theo quậy hoài à, không được. Cái đầu mình không giống như hồi đó nữa. Quên hết à. Đúng rồi khác. Quên hết trơn gì á. Rồi có bị chấn thương sọ não không? Không, chỉ hết trơn rồi. Đi thần kinh nè. Nhưng mà bây giờ quên hết trơn, giờ chú nói gì họ hỏi lại cũng quên hết à. Chứ không có nhớ như hồi đó đi chơi vui vẻ với bạn bè. Còn cái này cả kia nhớ hoài ha. Còn giờ lúc này không nhớ. Giờ còn nhớ không? Còn nhớ bạn bè hay còn đi nhớ học? Nhớ hồi đó còn đi học thôi chứ mà làm công chuyện gì hỏi lại cứ quên hết trơn à, không nhớ gì hết. Ừ. Nếu mà làm công chuyện này nọ quét nhà lau nhà họ chú hỏi làm sao cũng không nhớ nữa. Ừ. Giống như bình thường như hồi đó bình thường lắm. Thôi giờ là ráng sanh bé này xong rồi nghỉ đi. Dạ. Đã là bị như vậy rồi rất là ảnh hưởng. Anh thấy anh một bé anh nuôi còn khổ nữa đúng không? Còn không có tiền để nuôi nữa. Thì cho nó ăn rồi. Đây thì cũng coi xử ha. À, chứ nó đó chưa uống thuốc đâu đó bà nói đi. Chứ xíu có bây giờ nè. Nó nghe hoài luôn. Mẹ chồng đang vô này giống như là mẹ hay cầm ràm là em vạo lên á. À đúng rồi. Không, nói chung là kiểu như vợ em mang bầu quá khó chịu dữ lắm. Nên đúng rồi, tại vì có bầu mà. Ừ. Chị nào không có bầu bình thường. Không phải đâu, nó không có bầu đâu chị. Vậy hả? Ác nữa. Không có bầu ác nữa hả? Nghe lời anh đó. Nó nói gì đâu không. Đấy, cái ghế cây của nó còn chọi mình nữa. Mình không đỡ lại hả cái. Bị tai nạn trước đó nên là mới như vậy thôi. Chứ thực tế ra là đi thi công mà đâu có như vậy được. Đúng không? Nhưng mà thậm chí nói chuyện cũng đâu có quên đâu. Nói quên bên mà đâu quên. Nói chung là đuôi có đẹp. Có đầu có đuôi đàng hoàng chứ. Nãy giờ mình hỏi từ những cái chuyện quá khứ vẫn còn nhớ nha. Chứ không phải là không nhớ. Dạ. Đáng lẽ nếu như mà bị như thế là sẽ quên là ở phía trước là như thế nào rồi. Cái này là vẫn còn nhớ mà đúng không? Dạ. Lúc đó có chồng rồi bị tai nạn như thế nào vẫn còn nhớ hết. Không, tại nghe bà ngoại vợ chứ là mẹ vợ kể lại nó mới biết thôi. À, bà ngoại vợ mẹ vợ kể lại à. Còn bà vợ chứ bà ngoại vợ đâu kể lại là nó không nhớ. À. Rồi hồi lúc mà còn đi học á là sao mà nghỉ học vậy hè đó? Học không nổi. Học dở quá không dám học nữa. Ờ. Chị đã học giỏi em muốn học rồi nữa. Lúc đó sao không chịu ở dưới quê đi lên Sài Gòn sao để không được, ở dưới quê đâu có gì ăn đâu. Ở với bà ngoại đâu có tiền đâu ngoại nuôi. Ờ. Ngoại già mà đâu ngoại đâu phải trẻ đâu. Ờ. Không có tiền ngoại đâu có làm gì có tiền đâu nuôi. Bởi vậy mà lên Sài Gòn ở với mẹ. Rồi làm sao mà tự nhiên là đi quen cái người đó làm chi mà để... Bởi vì không biết sao, ngu ai nó nói ngu quá trơn. Vì cái mặt gì mà đi quen cái thằng ăn trộm ăn cắp người ta. Người ta chửi quá trời luôn á. Chị cũng quen à. Thằng đó xì ke nữa. Ừ. Rồi không lúc mà tai nạn xong rồi đó có qua thăm rồi coi không? Có. Xong rồi bỏ đi lâu, bỏ đi nó mới bỏ đó. Còn nếu mà ở chỗ đó là nó kiếm hoài à, thằng đó. Kiếm em hoài à. Kiếm làm gì? Kiếm để ngủ với nó à. Vậy à, kiếm hoài có cho tiền không? Có lo cho. À. Bỏ đi em trốn nó, anh trốn nó đi làm. Nó không kiếm nữa. Ừ. Nó kiếm hoài, ở chỗ đó là kiếm hoài luôn. Ừ. Rồi vậy nói chung bây giờ là gặp chỗ anh Thạnh đây là cảm thấy hạnh phúc rồi ha. Dạ dạ, đỡ rồi. Ừ, không dám trốn rồi, sợ quá rồi. Thôi thì câu chuyện của hai vợ chồng á thì cũng có đăng tải clip lên thì cũng hữu duyên đến Mạnh Thường Quân ta muốn giúp đỡ cho mình được một số tiền để mình sắm đồ đó. Đồ quần áo em bé thì mình có nhiêu mình sắm nhiêu nha, sắm từ từ đi. Đó là em Hưng ở Sài Gòn tặng cho gia đình 1 triệu. Rồi của em Gia Huy ở Sóc Trăng cũng có gửi cho 200 ha. Đây là 1 triệu 200 ngàn nè, gửi cho Ngọc nè. Dạ dạ, cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ em.
Rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân ha. Anh chị Hành Quân giúp đỡ gia đình em. Rồi giờ ước gì em có số tiền cho vợ em sanh con ra. Rồi bây giờ số tiền đó coi mua được phần nào thì mua, hoặc là bồi bổ đi. Dạ dạ. Tại vì nhịn đói quá rồi cho nên bé nó mới hành mới đau vậy đó. Dạ dạ. Phải ăn uống bồi bổ là mới được, tại vì mang bầu là rất là quan trọng. Dạ. Người có tiền vậy còn quậy nữa không? Dạ không. Là có tiền là hết quậy hả? Dạ hết quậy. Là không có tiền là mới quậy. Dạ dạ. Rồi quậy là có ra tiền không? Không. Vậy cũng được. Bình thường vậy thôi, không ai cho đâu. Vậy không ra tiền sao vậy vậy vậy? Dạ, chứ sao vậy? Vì đó nó vậy, sao nó mới về để nó quậy người ta đây, và con biết nó đã cho người 50 trăm, người 50 trăm cho nó. À. Ở đây hàng xóm cho nó, người biết nó gì người ta không cho luôn. Rồi. Quậy à? Ừ. Biết cái tánh nó về quậy rồi người ta ghét người ta không cho luôn. Thôi giờ gán đi nha, cái nào cố gắng giảm lại. Dạ dạ.